Thay mặt chư tôn đức tăng truyền giao tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con, một lần nữa chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, kính cảm ơn với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới do phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến tất cả chư tôn đức. Con xin chi phước này đến cho đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Buddhaya. Cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Thời kinh tam bảo và thọ giới đã hoàn mãn. Khi trong quá trình đọc kinh tam bảo và thọ trì quy giới sơ sót, kính chư tăng và quý đạo hữu bỏ qua cho con. Và bây giờ con xin kính dâng nít đến cho ngài Trí Đức để sư giảng dạy kinh pháp cú ngày hôm nay ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Hy vọng ngày hôm nay âm thanh tốt. Sa thú Sĩ Khổng Mai. Hôm nay Sĩ Khổng Mai đã lễ bái tam bảo, thọ trì quy giới, nhất là bát quan trai giới, và đã thể hiện rất tốt. Không có gì sợ. Càng ngày càng tiến bộ, rất là hoan hỷ. Mà hôm nay Sĩ Khổng Mai đến một lần hai chị em luôn, 2020-2021. Tưởng chị em sinh đôi, ăn cách nhau một năm. Xà thủ, hai chị em hỗ trợ cho nhau đến với đạo tràng, cho nên có sự tự tin nhiều hơn ha. Mấy em trước có một mình tự nhiên thấy run run rồi sao, hôm nay có cả hai chị em cho nên thấy không có run nữa mà thấy tiến bộ nhiều, rất là rõ ràng. Và rất là chúc xà thủ Sĩ Khổng Mai. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 23. Bước vào đề tài này là xin phép được tán dương ân đức tam bảo Buddha Mahesi Arahant Tathagato Sappagaru Hichetako Lokasasathai Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Yakang. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức cao sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tôi thượng giáo chủ trí năng vô lượng, từ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ tát ta sa sa thu nô lô ca na mình tha sa vi na ca ru cô sắp pan nhu bút thấp bát ti phù ti sanh nhã tu quan đà ma hành tăng na ra phù cha này giác cần pháp bảo vi như ánh vàng, như là soi sáng vẹt màng vô minh phá tan làm lạc dũng sinh, đầy dòng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sanh khô quý số thô số gá ta sát sa quá cô xích khà số cà mô quá rá thầm bá xích khá cô niên đà bá sân xà đi hát nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tăng ná ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thanh văn Phật đà tâm học không rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lệ thiết pháp, phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tà nát tế giá tê chê, ná sách kha mê ê, tu quá thanh năng tá xa bí à lú phà quê, ná xa hát xa dê. Ná sẽ chạch tú, cầu xin tâm bảo uy linh, cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho công học đắc thành quả cao.
Nam mô Bụt Hải Gia. Phần tăng dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Quý vị nhìn lên màn hình ha. Câu số 23. Tê cha yi no sa ta ti ka. Tê cha yi no sa ta ti ka. Tê cha yi no sa ta ti ka. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai. Nít chăng đàn hát ta rắc ca mà. Nít chăng đàn ha ba rắc ca ma nít chăng đàn ha ba rắc ca ma. Bây giờ ôn lại hai câu này. Tê cha yi no sa tát ti ca nít chăng đàn ha ba rắc ca ma. Tê cha yi no sa tát ti ca nít chăng đàn ha pa rắc ca ma tê cha yi no sa ta ti ca nít chăng đàn ha pa rắc ca ma. Câu ba, câu bốn. Phu san ti thi ra nếp ba năng. Phu san ti thi ra nếp ba năng. Phu san ti thi ra nếp ba năng. Và câu cuối cùng. Vô gắc khê măng anutta răng. Vô gắc khê măng anutta răng. Vô gắc khê măng anutta răng. Ôn lại câu 3, câu 4. Phu san ti thi ra nếp ba năng. Vô gắc khê măng anutta răng. Phu san ti thi ra ba năng. Vô gắc khê măng anutta răng. Phu san ti thi ra nếp ba năng. Vô gắc khê măng anutta răng. Bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài. Tê cha yi no sa tắc tí ca ni chăng rôn đàn ha pa rắc ca ma phú sanh tí thi ra nếp ba năng vô gấp kệ măng anut ta răng. Tê cha yi no sa tắc tí ca ni chăng đàn ha pa rắc ca ma phú sanh tí thi ra nếp ba năng vô gấp kệ măng anutta răng. Tê cha yi no sa tát ti ca nít chăng đàn ha pa rắc ca ma phú sanh ti thi ra nít ba năng vô gắc kệ măng anutta răng. Rồi đó là dòng kinh ha. Dòng kinh còn có một cách đọc khác nữa, nhưng mà bây giờ qua dòng kệ chúng ta đánh nhanh rút lại ha. Tê cha yi no sa ta ti ca ni chăng đàn ha ba rắc ca ma phú sanh ti thi ra nếp ba năng vô gắc khê măng anutta răng. Tê cha yi no sa ta ti ca ni chăng đàn ha ba rắc ca ma phú sanh ti thi ra nếp ba năng vô gắc khê măng anutta răng. Thêm lần nữa ha. Tê cha yi no sa ta ti ca ni chăng đàn ha ba rắc ca ma phú sanh ti thi ra nếp ba năng vô gắc khê măng anutta răng. Đây là một bài kệ mà 8 câu, cho nên rất là dễ đọc. Từ cái giọng kinh ha, trường âm đoạn âm
qua cái giọng kệ thì đây là một bài kệ dễ đọc nhất. Người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hướng niết bàn, đạt an tịnh vô thường. Rồi xin mời Sĩ Meta, Sĩ Kim, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Hà. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Con kính cảm ơn Ngài. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng trả bài, xin trả bài câu Pháp Cú số 23. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăng đàn ha ba rắc ca ma phu san ti thi ra nít ba năng vô gắt khê măng anuttarang. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Tê trường, tê cha hai trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, tá tí hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, nít trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan trường âm nhấn, há bá hai đoạn âm, trường âm nhấn, cá đoạn âm, ma trường âm thông thường, tê cha di nô sa ta tí ca nít chăng đan há bá rắc ca ma. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Phú trường đoạn âm, san trường âm nhấn, tí đoạn âm, thi ra hai trường âm thông thường, níp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, gắt trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nuốt trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phú san ti thi ra nip ba năng vô gắt khê măng anut ta răng. Và con đọc lại hết bài. Tê cha yi no sa ta ti ca nít chăng đàn ha ba rắc ca ma phú san ti thi ra nip ba năng vô gắt kê măng anuttarang. Tê cha di nô sa ta tí ca nít chăng đàn ha ba rắc ca ma phu san ti thi ra nít ba năng vô gắt kê măng anuttarang. Người hàng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăng đàn ha ba rắc ca ma phu san ti thi ra nít ba năng vô gắt khê măng anuttarang. Dạ, con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót xin Ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa. Con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Lần nào nghe sư nói bài này đọc dễ, bài kia đọc dễ, bài này không dám đọc dễ đâu à. Trường âm dài thòn 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 luôn, giọng ngắn không có hơi giống như con, chắc chắc rồi đó. Trời ơi, câu số 3, số 4 nè. Trường âm coi mấy thứ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 trường, 9 trường âm dài lon thon một lượt luôn. Đọc chết chắc rồi. Không dám đâu, quý vị mà nghe sư nói dễ là không dễ đâu nghe sư. Ông không có dễ nha quý vị, đừng
sư gạt đó sư ơi. Sư giáo bộ nói vậy để cho chúng ta tinh tấn, ráng cố gắng hơn. Tại vì nó dễ, phải đọc cho tốt. Còn thôi đọc sai là dỗm. Con có mắt mù đâu sư, con mắt mù của sư đâu. Con nghe sư thở là con biết sư thở, thở mạnh, thở nhẹ, sư suy nghĩ gì đó. Dễ sợ chưa? Thôi bây giờ con trả bài nghe sư. Sư bình tĩnh ngồi uống nước nghe con trả bài nghe sư. À, cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Dạ, bắt đầu xin trả bài Kinh Pháp Cú số 23. Tê cha dí nô sa tá tí kha nít chăn đàn há ra phát khá mà phú sanh tí thì ra nít bà năng vô gắt khề măng á nút ta răng. Tê cha dí nô sa tá tí kha nít chăn đàn há pa rắc khá mà phú sanh tí thì ra nít bà năng vô khắc khề măng á nút ta răng. Thôi để con đọc lại một lần nữa, tại con mắc cười quá. Con đọc lại một lần để cho chắc ăn, cho sư không có la. Tê cha dí nô sa tá tí kha nít chăn đàn há pa rắc khá mà phú sanh tí thì ra nít bà năng vô gắc khề măng á nút ta răng. Phân tích câu 1, câu 2. Tê trường âm thông thường, cha trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, tá tí hai đoạn âm, kha trường âm thông thường. Câu số 2, nít trường âm nhắn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đàn trường âm nhắn, há bá hai đoạn âm, rắc trường âm nhắn, cá đoạn âm, ma trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Tê cha dí nô sa ta tí kha nít chăn đàn ha pa rắc kha ma phu sanh tí thì ra nít bà năng vô gắt khề măng a nút ta răng. Phân tích câu số 3. Phú đoạn âm, sanh trường âm nhắn, tí đoạn âm, thi ra hai trường âm thông thường, niếp trường âm nhắn, ba trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cội hai câu cuối cùng sư hay thường nói, vô trường âm thông thường, gắt trường âm nhắn, khê trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nút trường âm nhắn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài. Và ca kệ. Phú sanh tí thì ra nít bà năng vô gắt khề măng á nút ta răng. Tê cha dí nô sa ta tí kha nít chăn đàn há pa rắc khá mà phú sanh tí thì ra nít bà năng vô gắt khề măng á nút ta răng. Tê cha dí nô sa ta tí kha nít chăn đàn ha pa rắc kha ma phu sanh ti thì ra nít bà năng vô gắt khề măng a nút ta răng. Tê cha dí nô sa ta tí kha nít chăn đàn ha pa rắc kha ma phu sanh ti thì ra nít bà năng vô gắt khề măng a nút ta răng. Tê cha dí nô sa ta tí kha nít chăn đàn ha pa rắc kha ma phu sanh ti thì ra nít bà năng vô gắt khề măng a nút ta răng. Người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn bậc trí hưởng niết bàn đạt an tịnh vô thường. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chàng ơi, đám sư đó, kỳ này bữa nay là sư cho bông hoa, tức là sư khỏe đó nghe quý vị. Khi nào mà sư không cho bông hoa cái khỉ móc gì trơn á, tức là một là sư không cả sư nghĩ, sư núp lùng. Hai là sư công chuyện quá nhiều ở chùa. Ôi trời ơi, Hồng Thị Kim Nhung vỗ tay vỗ chân quá trời luôn, An Nhiên cần cho âm nhạc nữa. Trời ơi, vỗ tay khoái, nhất là vỗ tay vỗ chân nó cho bông hoa không khoái đâu. Vỗ tay vỗ chân là mới có âm thanh là biến động mới vui à. Dạ con xin cảm ơn sư, chắc là không có sai gì hết trơn hả sư ha.
Dạ, cảm ơn quý vị đã cho bông hoa. Chúc quý vị một ngày được an vui. Và dạ, xin mời quý vị kế tiếp à. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 23. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăng đàn ha pa rắc ca ma phu san ti thi ra nít ba năng yô gắc khê măng an ô ta răng. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăng đàn ha pa rắc ca ma phu san ti thi ra nít ba năng yô gắc khê măng an ô ta. Người hằng tu thiền định tỷ tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Tê cha là hai trường âm thông thường, dí là đoạn âm, nô sa là hai trường âm thông thường, tá tí là hai đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ních là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan là trường âm nhấn, há, bá là hai đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường. Tê cha di nô sa ta ti ca ních chăng đàn ha ba rắc ca ma. Phú là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường, níp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, gắc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc nguyên âm, á là đoạn âm, nốt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phu san ti thi ra nít ba năng yô gắc khê măng an u ta răng. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăng đàn ha ba rắc ca ma phu san ti thi ra nít ba năng yô gắc khê măng an u ta răng. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăn đan ha bà rắc ca ma phù san ti thi ra nít ba năng yô gắc khê măng a nu ta răng. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăn đan ha bà rắc ca ma phu san ti thi ra nít ba năng yô gắc khê măng a nu ta răng. Định thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ con xin xuống mic. À, thân mời Hà. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ là đạo tràng. Con xin trả lời. Tê cha di nô sa ta tích ca nít chăng đàn ha ba rắc ca ma phu san ti thi ra nít ba năng yô gắc khê măng a nút ta răng. Tê cha yi nô san ta tích ca nít chăng đàn ha ba rắc ca ma phu san ti thi ra nít ba năng yô gắc khê măng a nút ta răng. Tê cha hai trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô sa hai trường âm thông thường, tá tí hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, nít trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan trường âm nhấn, há bá hai đoạn âm, rắc trường âm nhấn, khá cá đoạn âm, ma trường âm thông thường.
Tê cha yi nô san ta tích ca nít chăng đàn ha pa rắc ca mà. Phú đoạn âm san trường âm nhấn tí, đoạn âm thi ra hai trường âm thông thường níp, trường âm nhấn ba, trường âm thông thường năng, trường âm đập thì dọc nguyên âm, vô trường âm thông thường gắt, trường âm nhấn khê, trường âm thông thường măng, trường âm đập thì dẫn nguyên âm, á đoạn âm nuốt, trường âm nhấn tá, đoạn âm răng, trường âm đập thì dẫn nguyên âm, phu sàn tí thì ra níp bà năng vô gắt khê măng á nuốt tá răng. Tê ra di nô sàn tát tích ca nít chăng đàn ha pa rắc ca mà. Phu sàn tí thì ra níp bà năng vô gắt khê măng á nuốt tá răng. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì, tinh tấn bậc trí, hưởng niết bàn đạt an tịnh vô thượng. Tê chay nô sa tắc tì ta nịch chăng đan ha bà rắc thà mà. Phu san tì thí ra nịp bà nằm vô gác thê măng à nu tà rằng. Dạ, con đã xong, có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa, con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 23. Tê cha yi no sa ta ti ca nít chăng đàn ha pa rắc ca ma. Phu san ti thi ra nít ba năng vô gắc khê măng a nút ta răng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Tê cha, hai trường âm thông thường, dí, đoạn âm, nô, sa, hai trường âm thông thường, tá, tí, hai đoạn âm, ca, trường âm thông thường, ních, trường âm nhấn, chăng, trường âm đọc theo dọc nguyên âm, đan, trường âm nhấn, há, tá, hai đoạn âm, rắc, trường âm nhấn, cá, đoạn âm, ma, trường âm thông thường. Tê cha yi no sa ta ti ca nít chăng đan ha pa rắc ca ma. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Phú, trường đoạn âm, san, trường âm nhấn, tí, đoạn âm, thi ra, hai trường âm thông thường, nít, trường âm nhấn, ba, trường âm thông thường, năng, trường âm đọc theo dọc nguyên âm, vô, trường âm thông thường, gắc, trường âm nhấn, khê, trường âm thông thường, măng, trường âm đọc theo dọc nguyên âm, á, đoạn âm, nút, trường âm nhấn, tá, đoạn âm, răng, trường âm đọc theo dọc nguyên âm, phu san tí thi ra nít ba năng vô gắc khê măng á nút ta rằng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 23. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăng đàn ha pa rắc ca ma. Phu san tí thi ra nít ba năng vô gắc khê măng á nút ta rằng. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăng đan ha pa rắc ca ma. Phú san ti thi ra ni pa năng vô gắc khê măng a nút ta rằng. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì, tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài trí đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tư nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 23.
Tê cha di nô sa ta ti ca nịn chan đà ha pa răng kha ma phu san ti thi ra ni pa năng yô. Yô gắn kê măng an rút ta răng. Con xin phân tích câu 1 và 2. Tê cha di nô sa ta ti ca nịn chan đà ha pa răng kha ma. Tê trường âm thông thường cha, trường âm thông thường dí động âm. No, sa, hai trường âm thông thường. Ta, tí, hai đoạn âm. Ka, trường đường âm. Ka, trường âm thông thường. Nít, trường âm nhấn. Chăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ta, ton, trường âm nhấn. Há, phá, hai đoạn âm. Rắc, trường âm nhấn. Cá, đoạn âm. Ma, trường âm thông thường. Tê, cha, yi, nu, sa, tất tất cả nít chăng thăng ha pa ra kha ma. Câu 3 và 4. Phú đoạn âm san trường âm nhấn tí đoạn âm thi ra hai trường âm thông thường. Nít trường âm nhấn ba trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô trường âm thông thường các trường âm nhấn khe trường âm thông thường. Măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm nút trường âm nhấn tá đoạn âm răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phú san thì ra nếp bà năng vô gắt khi măng á nút tá răng. Con đọc lại. Tê cha di nô sa ta tí ca nít chăng ta ha pa răng kha ma. Phú san thì ra nếp bà năng vô gắt khi măng á nút tá răng. Người hành tu thiền định thường kiên trì tinh tấn bậc trí hưởng niết bàn an tịnh vô thượng của hòa thượng Thích Minh Châu. Tê cha di nô sa ti ca niệm chăng đa ha pa răng kha ma bồ san thi thi ra niệm ba năng vô khang khê măng a nún ta răng. Tê cha di nô sa ta ti ca niệm chăng đa ha pa răng kha ma bồ san thi thi ra niệm ba năng vô khang khê măng a nún ta răng. Dạ thưa con kính tri ân quý sư và đạo tràng, có sai xin quý sư và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn các anh chị đã cho biết tín hiệu nghe âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài có pháp cú số 23. Tê cha di nô sa ta tít ca nít chăng đàm ha pa rắc ca ma phú san tí thì ra nít bà măng vô gắt khê măng a nút ta rằng. Tê cha di nô sa ta tít ca nít chăng đàm ha pa rắc ca ma phú san tí thì ra nít bà măng vô gắt khê măng a nút ta rằng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Tê cha hai trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, tá tí hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, nít trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan trường âm nhấn, há phá hai đoạn âm, rắc trường âm nhấn, cá đoạn âm, ma trường âm thông thường. Tê cha di nô sa tát thích ca mít chăng đàn ha ta rắc ca mà. Còn xin phân tích câu 3 và câu 4. Phú là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường, mít trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, gắt trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nút trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phú san tí thi ra nít bà măng vô gắt khê măng á nút tá răng. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 23. Tê
cha di no sa ta ti ca nít chăng đàn ha pa rắc ca ma phú sàn ti thi ra nít ba tăng năng vô gắt khề năng anut ta rằng tê cha di no sa ta ti ca nít chăng đàn ha pa rắc ca ma phú sàn ti thi ra nít ba năng vô gắt khề năng anut ta rằng người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn bậc trí hưởng niết bàn đạt an tịnh vô thượng. Đây là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu và con xin đọc kệ. Tê cha ni no sa ta ti ca niết chân đan ha pa răng ca ma phu sam ti ti ra niết ba năng vô gác khê măng a nu ta răng Tê cha ni no sa ta pi ca nít chân đan ha pa răng ca ma phu san ti thi ra nít ba năng vô gác khê măng a nu ta răng Dạ con đã đọc xong câu pháp cú số 23, đã phân tích và kệ xong. Dạ có gì sai nhờ sư Chí Đức chỉnh sửa giùm con và nhờ đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ con xin xuống nít ạ. Xin mời niệm, anh xin mời An Trần. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con kính đảnh lễ sư Chí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, và con xin chào quý đạo hữu. Con xin đọc kệ ngôn pháp cú số 23. Tê cha chi no sa tát ti ca nít chăng đàn ha pa ra ca ma phu san ti di ra nít ba năng go gắt khe măng a nu ta răng Tê cha chi no sa tát ti ca nít chăng đàn ha pa ra ca ma phu san ti di ra nít ba năng go vô gắt khê măng á nút tá răng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Tê cha chi nô sa tát tí ca nít chăng đàn ha bác ca ma. Tê trường âm thông, tê cha hai trường âm thông thường, chí dí, dí là đoạn âm, nô trường âm đọc, trường âm thông no trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, tá tí hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, nít trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan trường âm nhấn, há phá hai đoạn âm, rắc trường âm nhấn, khá đoạn âm, ma trường âm thông thường. Con xin đọc lại và phân tích câu 3-4. Tê cha chi no sa tát tí ca nít chăng đàn ha pát rắc ca ma phú san tí đi ra nít ba năng vô gắt kê măng a nút tá răng phú san tí đi ra nít ba năng vô gắt kê măng a nút tá răng Phú là trường âm, phú trường âm nhấn, san phú san là hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, đi ra hai trường âm thông thường, nếp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, gắt trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nút trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại. Tê cha chi no sa tát tí ca nít chăng đàn ha bát rắc ca ma phú san tí đi ra nít ba năng vô nít ba năng vô gắt khê măng a nút tát răng Tê cha chi no sa tát tí ca nít
chẳng đàn ha phát rắc khắp mà phú sàn tí đi ra nếp bà năng vô gắt kề măng á nốt tắc răng. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí, hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con kính tri ân sư trí đức và kính cảm ơn đạo tràng. Con xin mời đạo hữu niệm từ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức. Chào cô tu nữ Phúc Khánh vừa đến với Pháp Hội. Sa thú huynh An Trần ha. Hôm nay huynh An Trần chỉ sai có một từ cả một bài mà sai có một từ đây là một sự tiến bộ ha. Sa thú huynh An Trần, và huynh An Trần biết sai chỗ nào không? Câu số 3 huynh An Trần, chữ đầu tiên của câu số 3 phúc sanh tí. Khi mà huynh nghe đọc phúc sanh tí thì như vậy trong cái từ này chúng ta thấy một trường âm và hai đoạn âm. Phúc sanh tí, chữ sanh kéo dài, chữ phú chữ tí là đọc ngắn ha. Vậy thì chữ phú này không phải là trường âm nhấn mà nó là một đoạn âm. Alo, huynh An Trần còn nghe ha. Phú sanh tí thì chữ sanh này là âm nhấn, chữ phú là một đoạn âm, chữ tí là một đoạn âm ha. Vậy có sai chỗ này chắc là huynh cũng hơi tập trung cho nên bị chi phối chút đỉnh ha, không sao. Cả một bài mà sai một từ vậy là huynh An Trần tiến bộ lắm rồi ha. Rồi mời xin niệm từ, xin chiếc lá mùa xuân nha. Dạ con cảm ơn ngài. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ sư trí đức. Con kính đảnh lễ sư pháp trang. Con kính đảnh lễ sư tuệ đức. Dạ con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ bí âm thanh rõ. Dạ con xin đọc và phân tích bài học hôm nay là câu ở pháp cú số 23. Dạ con kính đảnh lễ cô tùy duyên và tùy giao đạo tràng. Dạ. Tê cha di nô sa ta ti ca ni chẳng đàn ha ba ra ca ma phu san ti thi ra ni pa nang go gắc khe măng an nút ta răng tê cha di nô sa ta ti ca ni chẳng đàn ha ba ra ca ma phu san ti thi ra ni pa nang go gắc khe măng an nút ta răng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Tê cha di nô sa ta ti ca ni chăng đàn ha pa ra ca ma. Dạ tê là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, di là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, tá tí là hai đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Và câu số 2, ni là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đàn là trường âm nhấn, há bá là hai đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, và ma là trường âm thông thường. Xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Phu san ti thi ra nip ba nang yo gắc khe măng an nút ta răng. Và câu số 3, phú là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường, nip là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, là yo
là trường âm thông thường, các là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, á là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Và con xin đọc lại bốn câu. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăng đàn ha pa rắc ca ma phu san ti thi ra nít ba năng yô gắc khê măng anut ta răng. Và bây giờ con xin kể câu pháp cú số 23. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăng đan ba ba rằng ca ma phù san ti thi ra nịp ba năng vô gắc khê măng a nụt ta răng. Người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thường. Và đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã phân tích và con đã đọc xong. Không có sai, mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con ạ. Và con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ niệm từ xin mời bằng tra tay của chiếc lá mùa xuân ạ. Nam mô Bích Thái. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 23. Tê cha di nô sa ta tuy ca nít chằng đàn ha pa ra ca ma phu san tí thi ra nít ba năng vô gắt khề mằng anutta rằng. Tề cha di nô sa ta ti ca đức chẳng đàn ha pa rắc ca ma phu sẵn tí thi ra nít ba năng vô gắc khề mằng anutta rằng. Tề cha là hai trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, tá tí hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, nít trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan trường âm nhấn, há bá hai đoạn âm, rắc trường âm nhấn, cá đoạn âm, ma trường âm thông thường, phú đoạn âm, san trường âm nhấn, tí đoạn âm, thi ra hai trường âm thông thường, níp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, gắt trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nút trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăng đàn ha pa rắc ca ma phu san ti thi ra nít pa năng vô gắc khê măng anutta rằng. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăng đàn ha pa rắc ca ma phu san ti thi ra nếp bà nằng vô gắt khề mặn anutta rằng. Người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mít.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con kính cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Và con xin phép đọc và phân tích câu pháp cú số 23. Tê cha di nô sa ta ti ca ni chăng đàn hát pa rách ca ma phu san ti thi ra ni ba năng vô gách khê măng anut ta răng. Và con xin phép phân tích câu số 1 và câu số 2. Tê cha di nô sa ta ti ca ni chăng đàn hát pa rách ca ma. Và tê trường âm thông thường, cha trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, tá tí hai đoạn âm, kha trường âm thông thường, nít trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan trường âm nhấn, há phá hai đoạn âm, rách trường âm nhấn, khá đoạn âm, ma trường âm thông thường. Tê cha di nô sa ta ti ca ni chăng đàn hát pa rách ca ma. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Phu san ti thi ra ni ba năng vô gách khê măng anut ta răng. Phú đoạn âm, san trường âm nhấn, tí đoạn âm, thi ra hai trường âm thông thường, nip trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, gách trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nút trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phu san ti thi ra nip ba năng vô gách khê măng anut ta răng. Tê cha di nô sa ta ti ca ni chăng đàn hát pa rách ca ma phu san ti thi ra nip ba năng vô gách khê măng anut ta răng. Người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phép được kệ. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăng đa nắp pa kha ma phu san ti thi tha rách ba tha ni pa năng vô gách khê măng anut ta răng. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăng đa nắp pa rách kha ma phu san ti thi tha ni pa năng vô gách khê măng anut ta răng. Dạ con đã phân tích và kệ xong. Dạ có sai xin Ngài Trí Đức sử dụng cho con ạ. Dạ con xin phép xuống mít. Con kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú Sích Hận Dung. Đây là cung số 10 ha. Hôm nay 10 vị lên đọc. Vị nào đọc cũng hay quá, hay đến nỗi Sích An Nhiên á, nghĩa là coi như ngại không dám đưa tay, nói ai cũng đọc hay hết. Vị nào cũng giỏi, xin phép vắng mặt, kính chúc đạo tràng, kính pháp nhiều lợi ích. Giọng đọc của quý vị mà làm cho Sích An Nhiên thấy sợ ha, rồi cái không dám đưa tay. Và công nhận hôm nay vị nào đọc cũng hay. Chỉ có một mình là Huynh An Trần ha, chỉ có một sơ sốt chút đỉnh thôi ha, sơ sốt chút đỉnh bị phóng tâm ha. Chiêu Phú mà nói rằng đó là một trường âm nhấn, không sao, bằng sự khởi đầu nan mới luôn luôn là có những trường hợp như vậy. Nhưng mà khi mà văn ôn võ luyện á, thì quý vị sẽ thuần thục ha. Hôm nay cầu Phật nguồn 23 đi liền với cầu 21, 22. Cho nên chúng ta
hơi sớm một tí ha, quý vị hoan hỷ ha. Còn nhiều vị chưa đọc à, nhưng mà từ từ, bởi vì hôm nay cái duyên sự câu Phật ngôn này nó dính liền hai câu Phật ngôn kia, cho nên quý vị cần phải nắm rõ một chút. Bây giờ đi vào từ vựng, đọc được thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa. Câu Phật ngôn 23, Tê cha di nô sa tát thi ca. Chữ tê, đây là một đại từ quan hệ à, do cái đại từ xá. Và đại từ xá này, khi mà đã đứng làm chủ từ số nhiều, và tham và hu vách thế nào phát tí, thì chữ xá biến thành chữ tê. Tê là các vị ấy, những người ấy, tê là chúng nó cũng được. Rồi cha dị nô, cha dị nô do cái từ cha di à, cha di, và cái từ cha di này nó cũng đứng là đủ từ số nhiều, bạch ma bà hu quá chân na quỳ phát tí, cho nên chữ cha di nó biến thành cha dị nô. Có thiền chứng có tu thiền, có thiền chứng có tu thiền. Rồi, chữ tê, chữ xá đó là đại từ ha, à, chúng nó các vị ấy, những người ấy, tê là số nhiều ha. Rồi sa tát tỳ ca, sa tát tỳ ca do cái từ sa tát tỳ ca, nhưng mà chữ sa tát tỳ ca ở đây nó cũng nằm trong chủ từ, chủ các số nhiều. À, và biến thành satatika, satatika tức là sự kiên trì, kiên trì. Rồi tiếp theo câu số 2, nityang dan haparakkama, nityang dan haparakkama. Chữ nityang đây là một trạng từ do cái từ nitya, nhưng mà ở đây nó đứng làm đối cách số ít ha. Bạch đu thị giao quy pháp tí e có quá trình á, cho nên nít giá biến thành nít chân. Nít chân là luôn luôn thường thường, luôn luôn thường thường. Nó đối nghịch lại với cái chữ vô thường ha. A nít chân này thường thường, luôn luôn. Rồi đanh ha pa rắc cặp ma, chữ đanh ha đây là một tính từ có nghĩa là vững chãi, à, vững chãi. Pa rắc cặp ma do từ pa rắc cặp ma, pa rắc cặp ma nó là một danh từ nam tính ha. A kran ta pum linh ga, pa rắc cặp ma là sự nỗ lực, sự tinh tấn. Mà có chữ đàn há ở phía trước, à, đàn há parakama có nghĩa là sự nỗ lực vững chãi, sự nỗ lực vững chãi. Rồi tiếp theo câu số 3, vững chãi. Chị chãi là chữ y ngắn chứ không phải là y, y dài nghe sĩ Nhật Quỳnh. Chị y ngắn vững chãi, à đúng rồi. Rồi câu số 3, phú sanh tí thi ra nếp ba năng. Chữ phú sanh tí đây là một động từ số nhiều, à, phú sanh tí là hướng đến, chạm đến, đạt đến, hướng đến, chạm đến, đạt đến. Phú sanh tí
Phú sanh tí đạt đến, hướng đến, chạm đến, vương đến. À, rồi. Phú sanh tí thi ra. Thi ra do cái từ thi ra. Thi ra là một danh từ nam tính. Akran thắp phung linh gá. Và chữ thi ra ở đây nó đứng làm chủ từ số nhiều. Bà thâm á, bà hú quá cho nó bị phá tí. Cho nên thi ra biến thành thi ra. Thi ra là các bậc trí tuệ. Thi ra các bậc trí tuệ. Rồi chữ nếp ba năng. Nếp ba năng do cái từ nếp ba ná. Nếp ba ná là một danh từ trung tính. Akran-tana-pum-sakalinga. Và Nippana này được chia theo đối các số ít đối thị giáo vì phát tích Ekavachana. Cho nên Nippana biến thành Nippanang. Nippanang là Niết Bàn. Nippanang là Niết Bàn. Và câu cuối cùng. Yogakhe-mang-anuttarang. Chỉ yoga khe măng do hai từ cộng lại là yoga và khe măng. Yoga nó là một danh từ nam tính. Akranta cung linh gá. Yoga là điều ràng buộc, điều gắn liền. Có chỗ dịch là ắt, có chỗ dịch là phược. Thì chỉ yoga này có nghĩa là ràng buộc nè, gắn, việc gắn liền. Rồi khe măng do cái từ khe má. Khe má ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ giáo vì phát tiết có quá trình á. Cho nên khe má biến thành khe măng. Khe măng là an tịnh. An tịnh. Chúng ta thấy có một ngôi chùa ở Định Quán có tên là Khe Ma, Khe Ma Ram, tức là chùa Thái Hòa. Thay vì ở đây an tịnh thì Thái Hòa cũng vậy thôi. Khe Ma Ram á, tức là Khe Ma cộng với A Ram á thì nó biến thành Khe Ma Ram á, chùa Thái Hòa. Vô các Khe Măng là sự thoát khỏi mọi điều ràng buộc. Sự thoát khỏi mọi điều ràng buộc. Vô các Khe Măng. Và chữ cuối cùng Anuttarang. Anuttarang chúng ta thấy Uttara là một từ có nghĩa là cao hơn, cao thượng. Nhưng mà có chữ anh ở phía trước, tức là tiếp đầu ngữ này, phủ nhận. Phủ nhận. Không cao hơn hả? Không cao hơn. Uttara ở đây được chia theo đối cách số ít đối tỷ giao vì phát tí ê có quách trần á. Uttara biến thành Uttarang. Anuttarang ở đây thì có ý nghĩa không có gì cao hơn. Mà không có gì cao hơn thì ý nghĩa của nó là cao, vô thượng. Tức là so sánh không có gì hơn nữa là vô thượng. Vậy thì câu Phật ngôn số 23 cho chúng ta một ý nghĩa. Có thiền chứng kiên trì, thường xuyên có sự nỗ lực vững mãi, các bậc trí tuệ ấy đạt đến sự thoát khỏi mọi điều ràng buộc, niết bàn tối thượng. Có thiền chứng kiên trì, thường xuyên có sự nỗ lực vững chãi, các vị trí tuệ ấy đạt đến sự thoát khỏi mọi điều ràng buộc, niết bàn tối thượng. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: trí nhân tinh tấn thiền hành, kiên trì nỗ lực, duyên sanh niết bàn, mà vườn khó buộc khó ràng, tự do tối thượng,
thiên thang bến bờ. Trí nhân tinh tấn thiền hành, kiên trì nỗ lực, duyên sanh niết bàn. Mà vườn khó buộc khó ràng, tự do tối thượng, thiên thang bến bờ. Ơi, ngài Hòa Thượng Minh Châu ha, người hàng tu thường định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hướng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng. Alo, quý vị còn nghe không? Hôm nay chắc là âm thanh tương đối tốt ha, chứ không phải mất dịch như mấy hôm trước. Mấy hôm trước cà giật, té lên rớt xuống, lên mạng thì mất mạng, mà lên nét thì mất nét. Chính như vậy mà thấy hôm nay âm thanh tốt. Ô xà thú năng trần. Rồi, câu Phật ngôn 23 về tư vấn. Quý vị có gì thắc mắc không? Alo. Quý vị không thắc mắc hả? Không thắc mắc thì bây giờ chúng ta nói chuyện thời sự đi. Việt Nam, cả thế giới này. Và Việt Nam thì trong cái tình trạng mà coi như quý vị thấy rằng rất là phức tạp, bởi vì càng ngày càng tăng, tức là nhật tăng, hữu nhật tăng, mỗi ngày mỗi tiến bộ ha. Nhưng mà cái tiến bộ này nó đưa đến cái sự chết gần hơn ha, đưa đến cái trường hợp mất dịch nhiều hơn. Và chúng ta thấy trong cái tình trạng đó cảm thấy thế nào? Khi mà sự chết đe dọa thì tâm của chúng ta nghĩ tưởng đến trong thời kỳ Đức Phật, lấy đó là một cái tấm gương. Chúng ta suy nghĩ thời kỳ Đức Phật có bị mất dịch như thế này hay không? Quý vị nó có không? Tại thành Vesali ha, tại thành Vesali có một cái trường hợp đó. Nhưng mà ở thành Vesali đó là cái nhỏ, chị Kim nói nhóc luôn, tức là nhiều lắm không? Nhiều thì phải thêm một ví dụ nữa. Ví dụ như trong cái bài học 21, 22, 23 này cũng là cái thời gian mà đang bị dịch nè. Quý vị có biết cái trường hợp đó không? Cái trường hợp nó xảy ra trong cái câu Phật ngôn 21, 22, 23. Quý vị biết rằng trong cái kinh thành Phát Đa Quá Tì có một ông viên ngoại, tức là một ông trưởng giả ở cái thành đó, mà cũng lấy cái tên là Phát Đa Quá Tì. Phải, bởi vì trong cái thành phố đó ông ta là số 1 rồi, chính là số 1, cho nên lấy luôn cái tên của chính mình đại diện cho cái kinh thành đó. Bây giờ quý vị có thể viết dùm cái tên của cái ông đó, Phát Đa Quá Tì, viết làm sao cho nó đúng. Quý vị đọc Bali chính xác, rõ ràng, phân tích cũng trường âm đoạn âm. Nó sai, vậy thì chữ Phát Đa Quá Tì viết làm sao đây? Chúng ta học rồi, chúng ta phải thực nghiệm chứ. Học mà bây giờ mà quý vị viết không đúng với chữ này thì làm sao mà Phát Đa Quá Tì quá hay quá vậy ta. Sĩ Kim viết cũng đúng nè, Sĩ Kim Nhung viết cũng đúng nè, Phát Đa Quá Tì, Sĩ Nhật Quỳnh cũng đúng luôn. Nhưng mà Sĩ Nhật Quỳnh, chữ Phát này chữ bê bò chứ không phải bê phở. Đọc thì nghe Phát Đa Quá Tì nhưng mà viết á thì bê bò chứ không phải bê phở ha. Ai biểu viết làm chi, chữ đỏ, chữ bự cho người ta thấy cho nó dễ. Với chữ nhỏ nhỏ như là Sĩ Kim nè, người ta nhìn vô, người ta còn nghĩ là ồ, đọc không ra chữ. Ai ngờ cái chữ thật bự, chữ màu,
biết vô nhìn cái là thấy cái có cái chữ đầu tiên rồi ha. Phát-đa-qua-ti, một cái thành phố có tên là Phát-đa-qua-ti, và cái người giàu có nhất trong cái thành phố đó, người giàu có nhất trong thành phố đó cũng lấy cái tên là Phát-đa-qua-ti ha. Thì cái ông Phát-đa-qua-ti này, ông nghe đến cái tên cái ông trưởng giả Khô-sa-ca. Bây giờ ôn lại chữ khô sạc cá viết làm sao đây? Bởi vì cái ông này là một nhân vật quan trọng. Xuất thân từ cái ông này á, quý vị biết rằng người ta nói ba lần, ba chìm bảy nổi, ba chìm bảy nổi, nhưng mà ông này không có chìm, không có phải bảy nổi mà bảy lần chết thuộc. Cái ông khô sạc cá này, ông này chết khục tới 7 lần. 7 lần chết khục chứ bỏ rơi gì, người ta đem giết mà bỏ rơi gì. Nghĩa là cái sự đau khổ của ông này, quý vị biết nó đau khổ đến tận cùng luôn, chứ đừng có nói đau khổ một cách bình thường. Cái ông này cũng đau khổ, nghĩa là mới sinh ra là coi như là đã bị bỏ rơi rồi. Bởi vì coi như sao, sinh ra trong một gia đình kỹ nữ, mà kỹ nữ người ta chú trọng đến người nữ chứ không có chú trọng đến người nam, bởi vì người nữ mới kế nghiệp được cái gia tài, kế nghiệp được cái sản, cái nghề của mẹ, nghề của mẹ, cho nên coi như sinh ra là người nữ là khỏi cần coi cái mặt mũi nó là đẹp trai hay là xấu gì hết á. Sinh ra người nữ là sắp đem đi bỏ liền, đem dục có phô rác liền. Rồi sao nữa, đó là bà mẹ đối với con đã như vậy rồi, nhưng mà gặp cái ông mà trưởng giả mà đi vô hầu đức vua, nghe ông quan thiên văn á, ông nói rằng người con trai nào mà sinh ra trong ngày hôm nay á, thì cái người đó sau này sẽ là đệ nhất trưởng giả, giàu nhất ở trong thiên hạ luôn. Thì ông nghe như vậy, ông tưởng rằng vợ của ông sắp sinh, vợ của ông sinh ra cho gia nhân về nhà coi sao. Ai ngờ bây giờ ông chưa, mà trong ngày hôm đó có một đứa bé mới sinh ra. Mà đứa bé mới sinh ra đó thì bị đem dục cái ở trên đống rác, chó nè, quạ, diều hâu nè, nó bu lại, thấy miếng thịt ngon quá nè, bu lại, nhưng mà không có con nào dám xâm phạm đến đứa bé, nó bu lại để nó bảo vệ cho đứa bé. Đó là một điều đặc biệt. Rồi một người đi ra đồng thấy đứa bé như vậy, thấy cái trường hợp hy hữu như vậy, và nhìn thấy đứa bé điển trai, cho nên sư phụ mang về làm con. Thì cái ông mà trưởng giả này, đứa vua hầu vua nghe ông quan thiên văn, ông nói rằng ngày hôm nay mà đứa nào mà sinh ra con trai trong ngày hôm nay là coi như đệ nhất giàu có. Ông mới về nhà thấy con, thấy vợ chưa sinh, mà có người đã sinh ra rồi, thì ông ta mới cho một người tỳ nữ đi luồn khắp thành phố để tìm coi đứa bé mới sinh ra đó là đứa nào, rồi đưa tỳ nữ là 1.000 đồng tiền vàng chuộc về. Khi mà chuộc đứa bé về thì mấy ngày sau bà vợ ông ta mới sinh ra một đứa con trai. Thì khi sinh ra đứa con trai thì ông ta có sự suy nghĩ thế này: bây giờ ta phải giết cái thằng này, bởi vì khi giết thằng này á thì con trai ta mới làm trưởng giả chứ, làm đệ nhất là phú gia trong cái cõi Diêm Phù này, chứ để nó mà làm trưởng giả thì con ta là chỉ có cái vấn đề hưởng sái thôi, không được. Vậy để cho con ta làm đệ nhất trưởng giả. Rồi ông ta mới sai đứa con gái nữ tỳ á bồng thằng nhỏ,
đi tới trước cái cửa chuồng bò. Quý vị biết rằng bò thì người ta nuôi cả trăm cả ngàn con ha, lùa vô trong một cái chỗ rộng lớn, có một cái cửa ra vô, thì đem cái đứa nhỏ này bỏ trước cái cửa chuồng bò. Thì bầy bò đi ra bảo đảm trước sau không con này con kia cũng đặt chiếc ngắt cái thằng nhỏ à. Nhưng mà cái phước của thằng này, phước thằng này ngày hôm đó thì thường thường á, bò đầu đàn thì đi ra sau cùng, nhưng mà hôm nay vừa mở cổng chuồng thì con bò đầu đàn đi ra trước. Mà đi ra trước á, thì nó chàng hẳn bốn cái chân ra à, nó bảo vệ cho đứa bé à. Cho nên bầy bò ở trong nó đi ra thì chia ra hai hàng đi hai bên, và con bò đầu đàn nó bảo vệ cho đứa bé à. Thì cái người mà đi chăn bò nó nói, sao hôm nay kỳ cục vậy, bò mà đi cũng có hàng lỗ chia ra làm hai à, trật tự quá à. Đó là một cái điều mà đặc biệt, và người ta ngạc nhiên đi lại coi thì thấy rằng con bò đầu đàn á, nó đường gian mình ra mà nó bảo vệ đứa bé. Và nhìn thấy đứa bé tự nhiên cái người chăn bò này cảm thấy thương mến, bà ôm đứa bé lên à, si hụt được đứa bé và đem về nuôi à. Thì cái ông thiên hộ này á, ông bảo với tỳ nữ, mày canh me mày coi khi nào mà bò dậm chết rồi á thì hãy về báo cho tao. Thì người tỳ nữ này canh me và thấy rằng ủa, thằng nhỏ không chết mà cái ông chăn bò ôm về à, nuôi nắng và thấy rất là an toàn. Và thế là ông ta tức quá đưa cho nó 1.000 đồng tiền vàng, hãy đi chuộc đứa bé về. Và người tỳ nữ này theo lời của chủ đã đi chuộc đứa bé về. Chuộc đứa bé về để làm gì? Ông ta tìm cách để giết tiếp, chứ không phải là bỏ tiền ra mua về nuôi nắng đâu. Còn lần thứ hai thì ông ta biết rằng có một đoàn thương buôn sẽ đi khởi hành sớm à, đi ra khỏi thành phố. Và đoàn thương buôn này tới 500 chuyến xe bò à, với một cái chuyến xe bò rất là đông như vậy. Thì bây giờ ông ta mới bảo người tỳ nữ đem thằng bé bỏ giữa đường để cho cái đoàn xe bò đó nó đi ngang qua đoàn thương buôn đó, chắc chắn rằng sẽ làm cho thằng nhỏ này tan xương nát thịt ở dưới bánh xe bò. Và trong đêm khuya hả, đêm khuya đứa bé này được đem ra bỏ giữa đường cho để cái đoàn thương buôn đi qua sớm và giết cái đứa bé. Thì ngày hôm đó chủ đoàn thương buôn à, thay vì đi ở giữa, hôm nay ông trưởng đoàn à, lại hướng dẫn đoàn thương buôn đi, ông phải đi đầu tiên à. Khi mà ông đi đầu tiên, bò đầu đàn mà nó đi đầu tiên mình đã tới, nó thấy đứa bé canh nó đứng lại, nó không đi nữa. Đã là trưởng đoàn mà dừng xe lại thì tất cả ở sau này ai cũng dừng lại hết à. Rồi cái ông trưởng phái đoàn này đánh con bò, đánh cách mấy nó vẫn đứng y một chỗ, nó không chịu đi à. Khi mà nó đứng y một chỗ như vậy và cả đoàn thương buôn coi như là dừng lại. Thế rồi khi mà trời vừa hừng sáng, ông ta mới xuống xe để có cái gì cản trở lưu thông, thấy đứa bé. Và ông trưởng đoàn thương buôn này thấy đứa bé tự nhiên lòng cảm mến, thương yêu giống như con ruột vậy à, xí được đứa bé và đem về nuôi. Thì người nữ tỳ cũng theo lệnh của ông chủ à, và thấy tường tận sự việc như vậy về báo lại. Thì ông chủ này, ông thiên hộ này mới bảo người tỳ nữ hãy cầm 1.000 đồng tiền vàng này đi chuộc đứa bé về đây cho ta. Lần thứ hai đem bỏ giữa đường mà bò đạp không chết à, đó là điều đặc biệt ha.
lần thứ nhất thì trước cửa chuồng bò, lần thứ hai thì giữa đường xe bò không chạy được, và bây giờ lần thứ ba ông ta mới nghĩ ra một kế ác độc hơn. Thay vì tan xương nát thì bây giờ ta cho phi nhân, cho chó, cho là thú nó cắn xé cho tan xương nát thịt, cho phi nhân nó ăn mất xác, bằng cách bảo người tỳ nữ này hãy đem bỏ vào trong cái bãi tha ma. Quý vị biết rằng Ấn Độ, khi mà người chết có những cái hình thức gọi là điểu tán, điểu tán, rồi hỏa tán, địa tán, rồi thủy tán, thì bãi tha ma là một cái chỗ mà hỏa tán và điểu tán, tức là nơi đó khi một người chết thì họ đem chặt ra từng khúc, giục ra cho chim nó ăn. Cái đó hình thức đó gọi là điểu tán. Còn hình thức thứ hai, hỏa tán là đem thiêu. Ở Ấn Độ ít có khi mà địa tán lắm, còn không thì thủy tán, đem thảy xuống dưới sông, nhất là sông Hằng. Và người ta nghĩ rằng cái dòng sông linh thiêng sẽ đưa người đó về cõi an vui. Thì đây trong cái bãi tha ma của điểu tán, đem đứa bé vào đó, và cô tỳ nữ này thấy có một cái bụi rậm, thằng thảy ngay cho đó đi, để cho quà quạ khen khen chó chóc đồ này kia, hay là giả can rồi tới nó làm thịt thằng nhỏ, bỏ vào đó rồi ngồi canh canh để coi con nào mà ăn, hay là phi nhân nó tới nó sực. Thì ngồi canh ma như vậy thì thấy có một cái người một đồng, có như lùa một bầy dê, đi vào trong cái bãi tha ma đó để ăn cỏ. Khi mà bầy một đồng đi ngang qua bãi tha ma thì có một con dê cái, nó đến cái bụi rậm chỗ đứa bé đó, và nó lại nằm xuống đưa bú cho đứa bé đó bú sữa, được uống sữa dê. Mà trong một cái trường hợp đặc biệt nhé, con dê mẹ nó coi đứa nhỏ giống như là con ruột của nó nằm xuống rồi nó âu yếm cho đứa bé bú. Đứa bé nằm bú một cách cái này sung sướng lắm. Thì cái người chăn dê, lùa về dê đi ngang, còn thấy ủa sao thiếu con, mới chạy đi kiếm, và đi vô bụi rậm thì thấy con dê cái nó nằm, nó cho đứa bé bú. Ngạc nhiên vô nhìn thấy đứa bé đẹp trai ha, rồi người chăn dê nó ấm lên và xí được một đứa con, và ôm về cho bà dê đi ăn đi, rồi cái ôm đứa bé đem về nhà. Thì cái người nữ tỳ nhìn thấy cái hoàn cảnh đó biết chắc rồi, thấy nhà cửa rồi, cho nên mới về báo lại ông chủ. Lần thứ ba bỏ vào bãi tha ma mà không chết, còn được uống sữa dê nữa, sướng quá ha. Thì ông chủ mới sai nữ tỳ nè, hãy tới cái nhà của người chăn dê đó, chuộc đứa nhỏ với 1.000 đồng tiền vàng đem về đây cho ta. Rồi người nữ tỳ làm theo lời chủ và đem đứa bé về nhà. Đem về nhà nhìn thấy mặt thì thấy ghét rồi, bởi vì coi như khi mà thằng này mà nó lớn lên ấy, thì nó đoạt hết cái những cái tinh hoa, những cái tài sản của thiên hạ, mà con mình thì chẳng có được cái gì hết. Tức quá thôi, lần thứ tư này phải giết nó thì con ta mới làm lớn được, mới hưởng được gia sản. Rồi mới sai người nữ đi, con hãy lên cái chỗ mà hành hình giết những phạm nhân đó, lên trên cái núi cao đó, cái nơi đó có một cái vực thẳm mà khi những tử tù, những người phạm tội nặng, đức vua sai đem lên đó rồi quăng xuống dưới vực thẳm, thì con hãy làm theo lệnh đã đi.
rồi về đây sẽ có trọng thưởng. Thì người nữ tỳ nghe lời của chủ, đi ôm đứa bé lên tuốt trên đỉnh núi. Rồi cái vực thẳm thì sâu hun hút, mới làm theo lời chủ, quăng đứa nhỏ xuống ở dưới vực thẳm. Nhưng mà quý vị biết rằng ở vực thẳm thì mưa gió trơn trượt, rồi reo nó phủ tùm lum, rồi ở dưới đó những cái xác chết, rồi những cái dưỡng tố của đất nó làm cho cây cối xanh tươi lắm. Và ở đó có một cái bụi tre ha, có một bụi tre nó vươn lên cao, rồi cành lá sùm. Ở trên cành lá đó thì có những cái dây tơ hồng, quý vị biết dây tơ hồng vàng vàng á, nó phủ, nó đang ở trên cái đọt tre đó giống như một cái tấm thảm nhung, thảm nhung chứ không phải tham nhũng nè. Và khi mà quăng đứa bé xuống ở dưới thì nó không rớt xuống đất, mà nó nằm toàn ten ở trên cái tấm thảm đó, trên những cái đọt tre đó. Và ngày hôm đó thì có hai cha con, cái người đang thúng rổ, thì vì nhu cầu họ vô họ chặt những cái cây đó để về làm chất liệu để đan những cái thúng cái rổ. Thì khi vô trong cái khu vực đó thì họ chặt những cái cây, và khi bị lay động như vậy thì thằng bé nó nằm ở trên, bị lay động cho nên nó mới khóc đi. Nó khóc. Khi nó khóc như vậy thì hai cha con ngạc nhiên, ồ tại sao mà có đứa tiếng con nít khóc. Mới trèo lên trên đọt cây tre, và trèo lên thấy đứa bé, mới từ từ nhẹ nhàng ẵm đứa bé xuống. Và ẵm đứa bé xuống thấy mặt mũi khôi ngô tuấn tú, và cái người cha mới thấy tự nhiên thương mến và đem về nuôi, đem về nuôi coi như đứa con ruột của mình. Thì người nữ tỳ khi quăng đứa bé xong rồi đi xuống dưới vực thẳm để canh me coi nó chết hay chưa, tìm hoài không thấy, là đẩy hai cha con đi đốn tre rồi ôm đứa bé đi về, mới đi theo và biết được nhà cửa xong. Thì về báo lại ông trưởng giả. Ông trưởng giả mới đưa thêm 1.000 đồng tiền vàng nữa. Lần thứ tư giết không chết, bây giờ lần thứ năm thì ông tính cách khác. Ông tính cách khác. Ông có một cái người mà làm công cho ông ta. Người đó làm cái nghề đồ gốm. Thì ông ta đi ngang qua và gặp cái người làm đồ gốm này, mới hỏi là hồi nào đốt lò. Thì người thợ đồ gốm này mới nói là ngày mai sẽ đốt lò. Thì ông mới kề tai ông nói nhỏ này, tôi có một cái thằng nghịch tử, nó quậy nó phá, nó tiêu hao tài sản tôi quá đi. Bây giờ ông cầm đỡ 1.000 đồng tiền vàng này, ngày mai nó tới thì ông cứ dẫn nó vô trong phòng đi, rồi ông chặt nó ra từng khúc bỏ vô trong cái lò thiêu đốt luôn đi. Thì ông kia thấy 1.000 đồng tiền vàng thì con mắt nó sáng lên, nghe lời chủ mà, rồi ông ta chấp nhận. Nhưng mà ông trưởng giả này mới nói rằng ngày mai tôi sai nó cầm cái thơ tới, thì ông coi cho, ông cứ làm việc đi, rồi tôi sẽ cho thêm 1.000 đồng tiền vàng nữa. Thì lần này ông không sai người tỳ nữ, mà ông sai đứa con trai của mình. Ông viết trong cái thơ thế này, thấy ghê quá hả, độc và ác độc quá hả. Hồi xưa người ta còn ác hơn bây giờ nữa, người xưa người ta còn mất dịch còn dữ hơn bây giờ nữa. Từ từ đi, từ từ rồi sẽ nói cái vấn đề mất dịch tiếp này.
Bây giờ nói 7 lần chết của cái người này. Tức là ông viết trong cái thơ, ông đưa cho đứa con Khô Sạch Á. Bởi vì anh chàng này, anh chàng không biết chữ, viết trong thơ là với ông thợ đồ gốm mà. Ông khi mà thấy người cầm thơ này đem đến thì ông dẫn vô trong phòng, chặt nó ra từng khúc và bỏ vô trong cái lò để mà làm gốm đi, thiêu đốt nó đi. Tiền bạc tôi sẽ hậu tạ sao? Thì trong thơ viết là như vậy. Rồi sai Khô Sạch Cá ngày hôm sau đem đến cho ông thợ lò gốm. Nhưng mà khi vừa bước ra khỏi nhà thì đứa con trai ruột của cái ông trưởng giả này ở đường đánh đáo, tức là đánh bi, bắn bi với con nít chơi, nó chơi đầu thua đó. Mà trong khi đó Khô Sạch Cá là cái đứa con hoang này, là một cái thằng mà coi như thông minh, chơi đâu ăn đó. Cho nên thằng em thua quá, nó mới nói anh ơi giúp giùm em, thua sạch túi rồi, nó không được. Ba sai tao đi tới nhà đồ gốm đưa cái thơ. Thì thằng em nó nói anh phải giúp giùm đi chứ thua, cái này anh chơi hay quá, chỉ có anh mới thắng nó thôi, nó còn em đánh sao mà cái thua quá này. Thôi bằng mọi giá để cái thơ em cầm đi cho. Năn nỉ quá thằng anh chịu hơn được. Rồi thằng anh ở lại chơi đánh đáo với mấy đứa kia, đánh đâu ăn đó. Trong khi thằng em cầm cái thơ chạy tới nhà ông thợ đồ gốm. Ông thợ đồ gốm nhìn cái thơ và hiểu cái lời nói của ông trưởng giả ngày hôm qua. Và thế là cái dẫn vô trong phòng, chặt ra từng khúc, dục vô trong cái lò để mà làm gốm, lò để mà đốt. Và thế là đứa bé đi đoàn tụ với ông bà. Chơi tới chiều, chờ quần em về. Bây giờ về nhà chứ, đói bụng rồi. Khô Sạch Cá đi về nhà. Ông trưởng giả, ông thấy cái thằng này bước chân vô nhà, hít hồn. Ủa, tao sai mày sách thơ để cho ông thợ đồ gốm mà sao bây giờ mày lại dắt đầu về đây? Thì Khô Sạch Cá mới nói rằng, dạ con ra tới trước thì gặp đứa em, nó đánh đáo, nó thua, nhờ con đánh giùm. Và em con đã đi tới chỗ ông thợ đồ gốm rồi. Thì cái ông trưởng giả này, ông nói chết tao rồi. Ông lật đật ông chạy tới đó. Mà khi vừa chạy tới đó thì ông chủ lò gốm đó mới ra khoe chuyện ông đã sai, tôi đã làm xong rồi, chúc mừng ông đã thành công. Mà chúc mừng con khỉ, con đã chết rồi. Và coi như quý vị thấy giết người, nhưng mà mình tự mình giết mình ha. Do cái phước mà đã tạo trong quá khứ, cái lần thứ năm này đáng lẽ phải chết trong cái lò gốm, thế mà Khô Sạch Cá cũng tránh thoát. Rồi tức quá, con mình chết mà thằng này cũng nhớ nhơ, tức quá kiếm cách khác. Cái cách này là phải mượn tay một người quản lý để mà giết một ngôi làng mà thuộc quyền sở hữu của mình. Cho nên ông bá hộ này mới viết cái thơ mình bảo Khô Sạch Cá hãy tìm đến người quản lý này và mượn tay người quản lý này giết chết Khô Sạch Cá. Tức quá mà trong cái thơ đã ý rằng khi mà nhận được thơ này, ông bằng mọi cách phải thủ tiêu cái tên này. Thì khi mà lấy nhận cái thơ ra đi thì Khô Sạch Cá mới nói rằng, từ đây tới đó đường xa như vậy thì cơm nước xách theo vật dụng như thế nào? Thì ông trưởng giả mới nói là đây đến đó phải qua một cái ngôi làng,
và tại ngôi làng đó ta có một người thân, hãy vào cái nhà của bạn ta nghỉ ăn uống ở đó rồi đi đến gặp ông quản lý. Thì Khô Sà Ca đi đường mệt mỏi tới cái nhà của người bạn của ông thiên hộ này, và khi bước trong ngôi nhà thì xưng tên, và trong gia đình đó thấy nhất là người mẹ là người ta tiếp thấy Khô Sà Ca khôn ngoan tuấn tú, ăn nói coi như một cách coi như rất là tử tế ha, rất là đàng hoàng, cho nên có lòng thương mến. Và bất ngờ thì có người tỳ nữ của gia đình đó, cái người tỳ nữ đó đi chợ cho chủ của mình, cô tiểu thư ha. Nhưng mà khi vừa bước xuống thì gặp bà chủ á, bà mới bảo con hãy lo chuẩn bị phòng ốc để cho công tử Khô Sà Ca nghỉ, rồi con sẽ đi chợ sau. Cô tỳ nữ đó vâng lệnh của bà chủ, làm theo như vậy rồi đi chợ về. Thì cô tiểu thư mới trách, tại sao mà hôm nay mà đi chợ đi cái gì mà lâu lắc quá vậy? Thì cô ta mới thưa rằng bà chủ sai, và phải quét dọn rồi phải thế này thế kia, cho nên hơi trễ thời gian. Mà khi nghe tới cái tên Khô Sà Ca thì cô tiểu thư này tự nhiên cảm thấy tâm tư lay động, cái sự ái luyến nó phát sinh. Bởi vì sao? Trong quá khứ Khô Sà Ca chính là cô Tú Haliko, và vợ của cô Tú Haliko bây giờ sinh lại là tiểu thư trong gia đình đó. Cho nên khi một cô tiểu thư đó nghe tới cái tên Khô Sà Ca thì tự nhiên tâm tư lay động. Cô ta mới từ trên phòng xuống, bước vào phòng của công tử Khô Sà Ca, thấy chàng này mệt mỏi ngủ say như chết, mới thò tay vào túi lấy cái phong thơ ra coi. Nhìn trong phong thơ thì thấy rằng này quản gia, nhận được thư này hãy dứt chết cái này đi, ta sẽ có thưởng. Khi nhìn cái phong thơ như vậy thì cô tiểu thư này là một người văn hay võ giỏi, nghĩa là công dung ngôn hạnh đầy đủ. Nhìn cái thơ nó, với cái thằng này nó ngu quá đi, trời ơi, bản án tử hình mà mang trong người đi tìm đến chỗ chết, thiệt là nó ngu ghê gớm. Rồi cô ta nhìn cái gương mặt của Khô Sà Ca, tự nhiên nhớ đến chồng cũ của mình, cô Tú Haliko, và một cái sự thương mến nó trào dâng. Và chính vì vậy cô ta đã sửa lại bức thư, thay vì người khi nhận được thư này hãy lo bề gia thất, hãy cưới cái tiểu thư chính là mình nè ha, hãy cưới tiểu thư của bạn ta và xây một cái biệt thự, rồi cấp cho nửa cái làng để mà coi như cho hai vợ chồng nó yên bề gia thất, rồi ta sẽ có thưởng. Khi mà viết như vậy xong rồi cái cũng xếp thư lại bỏ trong áo. Rồi công tử Khô Sà Ca mệt mỏi ngủ dậy, ăn uống tắm rửa xong đi qua nhà ông quản gia. Ông quản gia làm theo những cái lời mà cô tiểu thư đó đã viết, và thế là thay vì ông quản lý đó, ông quản gia đó giết chết Khô Sà Ca thì lại lo cái bề gia thất, có nhà ăn cửa ở, có vợ đẹp nữa này kia. Rồi lần thứ sáu mượn tay người ta giết, nhưng mà thật sự nó không giết mà nó lại vun đắp hạnh phúc cho Khô Sà Ca nữa. Thấy quý vị thấy đặc biệt ha. Rồi tức qua khi mà được nghe tin như vậy thì ông thiên hộ này tức quá, 6 lần mình giết nó mà giết không được, mà có bây giờ nó lại thành công nữa chứ, được vinh thông phì gia, có vợ đẹp nữa chứ, tức quá. Ông ta hộc máu, bệnh nặng. Và khi bệnh nặng như vậy thì ông muốn khẳng định rằng cái thằng này á,
không có hưởng một đồng xu cắt bạc gì của ta. Thằng này phải kêu nó về để cho rõ ràng trước gia tộc là chấp nhận nó, không cho nó hưởng gia tài. Và trước khi ông ta mất á, thì ông muốn gặp Kosaka để khẳng định rằng tao có nhắm gì nữa, tao cũng không có chấp nhận mày, không có hưởng được một đồng xu các bạc gì hết. Thì cái ngày hấp hối là cái ngày mà coi như Kosaka và vợ có mặt, nhưng người vợ là đa mưu túc trí. Khi mà chút thư mà ông ta muốn khẳng định tôi là thiên hộ ở thành phố này, không để lại tài sản cho con của tôi là Kosaka, bởi vì không còn đứa con trai ruột đã chết rồi. Nhưng mà khi vừa mở miệng tôi là trong cái giọng phèo phào để mà nói lên cái vấn đề phủ nhận, thì cái bà vợ này, tiểu thư đó mới làm như là thương tiếc, làm như là bi thảm, đập cái ngực xuống đập cái đầu của ngực của ông thiên hộ đó. Và khi cái đầu của cô ta mà úp vào đó thì coi như ông thiên hộ đã lên đường. Và những cái người nghe nghe không rõ, thay vì cái ý của ông ta muốn nói là không cho một đồng xu các bạn nào hết, nhưng mà tôi muốn, mới có muốn gì đó là đã chết ngắt rồi. Thì đây là một hình thức không muốn giao gia tài cho con nuôi là Kosaka. Nhưng mà rồi Kosaka khi mà ông thiên hộ này nằm xuống, thì đức vua mới hỏi ai, có ai là bà con quyến thuộc. Thì người ta cho biết rằng có một đứa con tên là Kosaka, và đức vua đã cho cái ngôi coi như là trưởng giả đệ nhất ở trong thành phố cho Kosaka. Và Kosaka đã trở thành một vị trưởng giả nổi tiếng, giàu nhất trong thế gian. Thì chúng ta thấy rằng ở đây một cái chuyện mà muốn nhắc lại là khi trở thành một vị trưởng giả thì ông Kosaka này đã tạo nhiều cái công đức, tức là trong cái vấn đề làm ăn buôn bán. Và ở trong cái thành Phadawati cũng có một ông trưởng giả lấy tên của thành phố đó ngưỡng mộ và muốn. Tức là trong những cái người mà lái buôn từ thành Phadawati đến thành Kosambi thì nghe được cái tiếng giàu sang của nhà cự phú ở nước láng giềng, ông ta mới sinh lòng ái mộ, muốn cái tình hữu nghị, cho nên đã gửi tặng những cái đặc sản tại thành Phadawati đến cho ông Kosaka. Thì chúng ta biết rằng bính ít đi thì bính quy lại, hai nhà giao hảo như vậy nhưng mà chưa có bao giờ gặp mặt nhau trên cho vấn đề quà cáp thôi. Rồi một thời gian sau, nhà của viên ngoại Phadawati bị nhiễm cái bệnh thiên thời. Cái bệnh thiên thời này còn nặng hơn là cái bệnh dịch bây giờ quý vị. Bởi vì cái bệnh thiên thời á, là một cái bệnh mà trước tiên là mấy con ruồi nó chết trước, rồi tới kiến, tới mối, rồi tới chuột, tới những con bò, rồi những con gà, con vịt, con heo, con chó, con mèo, con bồ câu, rồi hết rồi, thú chết hết rồi. Khi đó mới tới trai, tới gái, rồi sau cùng tới trai, tới gái, gia nhân đều chết rụi. Thì khi đó mấy ông mà có tiền, mấy ông chủ sợ chết lây, bỏ nhà chạy đi lánh nạn thì còn được sống sót. Mà nếu mà ở nhà mà tiếc thương tài sản thì cũng bị mất dịch luôn. Trong những cái số đó có viên ngoại Phadawati
thấy chạy quá cũng sợ chết chứ. Rồi ông bên ngoài trưởng giả này, Phatavati cùng với người vợ và người con gái tên là Sama, rồi chạy để trốn cái nơi tử địa này. Thì vị viên ngoại Phatavati này muốn qua thăm thiên hồ Kosaka ở thành Kosambi, mới cùng vợ con lên đường. Họ mới đi được đến nửa đường thì lương thực hết ráo, khổ thiệt. Giả dầu phong sương, nhịn đói, nhịn khát, thân thể mệt mỏi, tay chân rũ rượt, gian nan lắm họ mới đến được thành phố Kosambi. Rồi kiếm chỗ có nước tắm rửa sạch sẽ mát mẻ, họ ngồi nghỉ trong một ký túc xá ở đầu cổng thành. Khi mà nơi ăn chốn ở tạm yên thì viên ngoại Phatavati mới bảo với vợ: "Bà ơi, chúng ta tiều tụy như thế này mà đến nhà ai được, dầu là nhà cha mẹ của mình đi nữa cũng coi khó coi lắm. Nghe đồn bạn của ta là thiên hộ Kosaka, hằng ngày đã bỏ ra cả 100 đồng tiền vàng để cứu giúp những cái người coi như là cháy gió trở trời, áo rách đói cơm, thì ta hãy sai con Sama đến đó xin vật thực. Chúng ta sẽ dùng đỡ một đôi ngày cho nó lại sức, rồi sẽ đến thăm viếng bằng hữu của ta." Bà Phatavati cũng đồng tình: "Ông nói vậy cũng đúng lắm nhé." Rồi đêm đó ba người ngủ luôn ở ký túc xá. Sáng hôm sau khi thấy đám bằng nhân kéo đến xin ăn vật thực, thì ông bà viên ngoại mới bảo đứa con gái: "Con à, con đi xin vật thực về cho cha mẹ đi. Một thiên kim tiểu thư mà đến cái hồi mạt vọng cũng phải ráng dằn lòng. Cái bác đi chung với cái đám ăn mày đứng trước cửa nhà của ông trưởng giả Mít Tá. Ồ, cô bé đến đây lãnh phần phải không?" Nghe trưởng giả Mít Tá hỏi như vậy thì cô tiểu thư mới đáp: "Dạ thưa, 3 phần trưởng giả cấp cho cô ta 3 phần ăn. Khi lãnh vật thực xong thì cô tiểu thư đem về ký túc xá ngồi ăn chung với cha mẹ. Cái bà viên ngoại mới nói rằng gia tài sự nghiệp của ta đã tiêu tan, nhưng mà cũng có ngày tạo lại được cái khác. Bây giờ thì ông nên bảo trọng thân thể, cứ ăn cho no đi, đừng có lo cho cha mẹ tôi, cho mẹ con tôi, mà cũng đừng có nghĩ ngợi gì hết." Bị hai người này nỉ cố ép ăn, ông viên ngoại Phatavati đã thọ thực quá nhiều, cho nên trúng thực phát ác, đau bụng cả đêm và chút hơi thở cuối cùng vào lúc mặt trời rạng sáng. Có nghĩa là đi đường đói khát, nhịn đói nhịn khát đã mấy ngày rồi, hôm nay ăn một bữa quá nhiều cho nên trúng thực, và đêm đó ông đã qua đời. Hai mẹ con của bà viên ngoại vật mình than khóc. Cái tình cảnh ái ly với tử biệt thật là rất là đau khổ, rất là thống thiết, rất là bị ai. Và sáng hôm đó, cô tiểu thư Sama gạt lệ sầu thảm vừa đi đến chỗ pháp trận. Thì khi thấy tiểu thư như vậy thì trưởng giả Mít Tá là hỏi: "Hôm nay lãnh mê phần cô bé?" Cô tiểu thư mới đáp: "Dạ thưa, 2 phần trưởng giả đã cấp cho cô tiểu thư 2 phần ăn. Tiểu thư đem thực phẩm xin được về dâng hết cho mẹ vì yêu cầu bà ăn cho no. Chiều lòng của con gái, bà viện ngoại đã dùng bữa ăn quá sức mình, rồi cái vật thực đó không tiêu hóa được làm cho bà sình bụng phát ách và chết luôn trong ngày đó. Tiểu thư Sama còn sống có một mình, hết khóc lại than, hết sầu lại thảm, quê người thì vò vỏ tứ cố vô thân, phận liễu yếu đào tơ mà chịu những cái gian truân đau khổ như thế này.
đã cố tâm còn đói bụng. Ngày hôm sau, Tiểu Thức Thư phải gắng gượng đi xin ăn, vừa đi vừa khóc. Khi thấy mặt thì Trưởng Giả Mít Tá mới hỏi: cô bé hôm nay lãnh mấy phần? Dạ thưa, chỉ có một phần thôi. Từ ba ngày nay thì Trưởng Giả Mít Tá đã thấy cô bé này mỗi ngày mỗi giảm một phần ăn, cho nên nghe cô ta đáp một phần thì ông ta với cái giọng khinh miệt: à, cô bé ăn mày, bữa nay mày mới biết tiết độ rồi hả? Tiểu thư Sama cảm thấy xót xa, tủi nhục như vừa bị ai sát muối vào vết thương lòng, nhưng mà cũng gắng gượng hỏi lại: dạ thưa, ông nói cái gì? Cái bữa đầu mày lãnh 3 phần ăn, hôm qua lãnh 2 phần, hôm nay lãnh 1. Vậy là hôm nay mày biết đủ rồi phải không? Dạ thưa ông chủ, xin ông đừng có hiểu lầm là tôi xin về ăn một mình tôi. Thế thì tại sao cô đã lãnh thứ 3 phần? Dạ bữa đầu chúng tôi cả thấy 3 người, hôm qua còn 2, bữa nay còn có một mình tôi mà thôi. Trưởng giả chưa có hiểu rõ nguyên nhân mới hỏi tiếp: tại làm sao vậy? Đâu, nói rõ cho ta nghe. Sau khi Tiểu Thư Sama kể hết cái nỗi nhà tan tác vì tai biến, trôi nổi cái thân lạc loài, Trưởng Giả Mít Tá cầm lòng không được, nước mắt tuôn rơi. Trưởng Giả Mít Tá mới an ủi Tiểu Thư: chuyện đã qua rồi, đừng có nói lại nữa. Con gái của viên ngoại pháp Đa-qua-ti cũng như con gái của ta, từ giờ trở đi ta nhận con làm nghĩa nữ. Nói rồi Trưởng Giả kêu hôn lên đầu của Sama, dẫn cô ta về nhà, lập cô ta lên làm trưởng nữ của mình. Thì khi đó ở trong phước xá có nhiều cái tiếng ồn ào huyên náo. Tiểu sư Sama hỏi dưỡng phụ rằng: dạ thưa cha, sao cha không bảo đảm những người kia im lặng mà cha không có bố thí cho họ? Cái nghĩa là phải trật tự. Thì ông Trưởng Giả Mít Tá nói rằng: không có cách nào làm cho họ im lặng được con à. Thưa cha, con có cách làm được. Làm sao hả con? Thưa cha, cha hãy cho xây một cái rào ngang qua phía trước phước xá, chỉ chừa hai bên cửa ra cửa vào. Rồi cha dặn họ rằng: đi vô bên này, đi ra bên kia. Và làm như vậy thì cha sẽ giữ được trật tự, họ không có chen lấn ồn ào, ai cũng đi vô lãnh phần mình và đi ra một cách êm thấm. Trưởng Giả Mít Tá nghe khen rằng: ô, hay quá hay quá, cái phương pháp của con quá hay. Rồi Trưởng Giả đã làm y như lời đề nghị của nghĩa nữ. Tiểu thư trước đây có tên là Sama, nay vì có cái sáng kiến làm cho hàng rào trước phước xá, cho nên được người ta gọi là Sama-qua-ti. Và từ đó về sau, trong phước xá dứt hẳn tiếng ồn ào náo nhiệt. Sự thay đổi này, sự yên tĩnh này làm cho thiên hộ Khosaka đã chú ý. Lúc trước mỗi khi mà nghe tiếng lao sao vọng lại đến nhà của mình thì thiên hộ rất là hài lòng và nói thầm rằng: ô, cái tiếng huyền náo ở phước xá của ta đó. Nhưng mà hai ba hôm nay nghe trong phước xá lặng yên, thiên hộ lấy làm lạ, mới đích thân đến gặp Trưởng Giả Mít Tá và hỏi để biết cái nguyên nhân tại sao không có nghe tiếng ồn ào. Ồ, có công việc chẳng thí vẫn tiếp tục như thường chứ? Dạ thưa vâng, ông thiên hộ. Tại sao hai ba ngày nay nghe im ru, không có tiếng tâm gì hết vậy? Dạ thưa ông thiền hộ, vì tôi áp dụng cái phương pháp mà khiến họ im lặng trước khi lãnh phần cấp thí. Ồ, thế sao mà từ trước đến giờ ông không áp dụng phương pháp đó? Dạ thưa thiền hộ, vì trước kia tôi chưa biết. Vậy thì sao bây giờ lại biết? Dạ thưa ông thiền hộ, nhờ có trưởng nữ của tôi, nó bày cách cho tôi. Ủa lạ hả?
Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ nghe nói rằng ông có con gái mà. Trưởng giả Mitta mới đem hết lai lịch của tiểu thư Samawati. Từ khi viên ngoại chết đi cho đến khi mà trưởng giả nhận tiểu thư Samawati làm trưởng nữ của mình, thuộc lại một hồi. Và nghe xong thì thiên hộ Kosaka mới trách rằng: chuyện như vậy mà ông cũng không cho ta biết hả? Con gái của bạn ta, tức là con gái của ta, ông kêu nó ra đây cho ta hỏi coi. Thiên hộ Kosaka nói với tiểu thư Samawati rằng: con là ái nữ của viên ngoại Phatthawati phải không? Dạ thưa ngài, phải. Nếu vậy thì con đừng có buồn lo gì nữa, ta nhận con làm con gái của ta, con chịu không? Thiên hồ Kosaka đã hôn lên cái mái tóc đăng huyền của cô gái mồ côi, cấp cho cô ta 500 nữ tỳ và đặt lên địa vị tiểu thư trưởng nữ của thiên hồ. Trong cái ngày lễ quốc thánh trong thành Kosambi, nhân dân vui chơi tưng bừng trộn rệp. Và theo tục lệ, ngày ấy ai ai cũng được tự do. Mấy cô thiếu nữ quê môn Bắc Suốt đều dắt cả nhóm thị tỳ của mình đi bộ ra bờ sông để tắm. Nhân lễ hội này, tiểu thư Samawati cùng với 500 thị nữ đi ra tắm sông. Họ đi ngang qua sân ngự trước đền vua. Đức vua Udena đứng trong hoàng cung nhìn qua sông cửa sổ, thấy tiểu thư Samawati mới phán hỏi thị thần: cái vũ nữ này là của ai? Tâu bệ hạ, cô này không phải là vũ nữ, vậy là con của ai? Tâu bệ hạ, cô ta là ái nữ của thiên hộ Kosaka, có mỹ danh là Samawati. Đức vua Udena từ khi mà thấy tiểu thư Samawati thì đem lòng sủng ái, mới hạ chiếu chỉ truyền lệnh cho thiên hồ Kosaka đưa tiểu thư tiến cung. Muôn tàu khinh thường, thần không thể nào cho con gái tiến cung được. Thiên hồ Kosaka đáp như vậy: khanh chớ vi phạm lệnh của quả nhân như vậy, hãy mau đưa lệnh ái tiến cung lập tức. Muôn tàu khinh thường, luật nước tuy nghiêm minh, không có lệ xử phạt giam cấm người vô tội, quyền cha thì hữu hạn, thì làm sao mà hạ thần áp chế đánh đập ép uổng duyên của đứa con? Hạ thần không thể đem con gái mình mà hiến nạp vào cung. Được vua nổi trận lô đình, ra lệnh cho hoàng quân niêm phong nhà cửa của thiên hộ Kosaka, rồi dẫn hai ông đuổi tống ra bên ngoài. Tiểu thư đi tắm sông về bị cấm cửa không cho vào nhà được, mới hỏi thiên hộ: sao có việc kỳ lạ vậy thưa cha? Này con, đức vua đưa sứ đến đòi tuyển con vào cung, cha mẹ không phục tùng vương lệnh. Đức vua phẫn nộ ra lệnh niêm phong nhà cửa, đuổi tống cha mẹ ra ngoài như vậy đó. Thưa cha, tiểu thư mới nói rằng: cha đã phạm tội khi quân rồi, tội đó rất nặng, phạm đạo làm tôi không nên cãi lệnh nhà vua. Thưa cha, con thiết tưởng cha nên tâu cùng đức vua, xin cho cả đoàn thị nữ cùng nhập cung với con đi. Ô hay thiệt, nếu mà con đã thuận tình gần gũi tứ quân vương thì cha mẹ sẽ chiều ý con để mà tâu lên thiên tử. Nói rồi Kosaka đã cho người dân sớ tâu lên thiên tử. Đức vua chấp nhận bằng lời chuẩn tấu, rồi khiến quan quân đến đón rước tiểu thư Samawati cùng đoàn thị nữ nhập cung. Đức vua tấn phong tiểu thư làm chánh cung hoàng hậu, còn 500 thị nữ của tiểu thư được chuẩn tấu làm cung nữ hầu hạ cho hoàng hậu Samawati. Đức vua Udena còn có một bà thứ hậu tên là Vasuladatta, là công chúa của đức vua Chandrapachota.
Rồi có thêm một thứ phi nữa, tức là Magandhya. Rồi bây giờ bao nhiêu giờ rồi? Muốn hết giờ rồi. Cổ đế bữa nào cũng vậy. Thôi hết thì nghỉ thì sao vậy? Alo alo, quay xuống quay xuống la gấp tá. Rồi sa tu. Rồi quý vị qua nghỉ ha. Này mới có giới thiệu thôi. Nó hết rồi hả? Chưa đâu. Bởi vì đây mới giới thiệu Hoàng hậu Samawati. Mà trong cái câu chuyện này á, quý vị thấy ba câu Phật ngôn này đều ám chỉ về Hoàng hậu Samawati. Một cái chết mà quý vị biết rằng rất là đau khổ, tức là bị thiêu sống. Hoàng hậu Samawati và 499 cung nữ bị thiêu sống. Lý do là Thứ hậu Magandhya kết quan trái với Đức Phật. Khi kết quan trái với Đức Phật vì cái lời nói của Đức Phật tế độ cho cha và mẹ của cô ta chứng đắc thánh quả, nhưng mà còn cô ta thì quan trái, bởi vì Đức Phật ngài nói rằng cái thân xác của người giống như một cái túi da, nó đựng những mũ máu hôi tanh bên trong. Và cô ta tự mãn về sắc đẹp của mình, mà khi nghe Đức Phật nói như vậy thì bất mãn, thì oán Đức Phật. Cho nên khi mà làm được hoàng hậu ha, được làm thứ hậu rồi, thì gặp Đức Phật là ghét. Mà cái ghét mà gần nhất nữa là Hoàng hậu Samawati là một Phật tử thuần thành, là một vị thánh thinh văn. Chỉ nghe có người cung nữ của Chutara của mình thôi, mà cái người cung nữ gù lưng này thuyết pháp, nghe Đức Phật thuyết pháp chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, rồi đem cái thời pháp đó về thuyết lại cho Hoàng hậu Samawati và những cung nữ trong cung đó cùng nghe, và tất cả đều chứng đắc thánh quả. Thì ở đây chúng ta thấy một cái điều đặc biệt. Để nhất pháp sư mà bên tiếng nữ, bên người nữ á, thì cô Chutara là số 1. Đức Phật này đáng tháng vậy, nó số 1 về cư sĩ mà nữ cư sĩ thuyết pháp hay nhất, nó là cô Chutara. Cho nên khi mà nghe được cô Chutara thuyết pháp và tâm đã không còn hoài nghi về Đức Phật giáo pháp và chư tăng, không còn giữ cấm thủ, không còn thân kiến, thì Hoàng hậu Samawati và 499 cung nữ đó đã là những Phật tử thuần thành. Mình đã là Phật tử thuần thành thì cứ cái cung mẹ mà cần đi già nó lại ghét, đã ghét Đức Phật thì ghét luôn cả đệ tử Đức Phật. Cho nên tìm cách hãm hại. Mà mưu kế của Magandhya thì quý vị độc ác lắm. Mà bây giờ nói ra cái sự độc ác đó thì cũng đã hết giờ rồi, thôi hôm khác ha. Rồi mời sĩ công nhật kết thúc buổi sinh hoạt. Bây giờ cũng là 6:30 rồi. Mời sĩ công nhật ha, xin kết thúc ở đây, bữa nào rảnh rỗi nói tiếp. Alo, sĩ công nhật đâu rồi? 1, 2, 3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hay nó quyền